Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Chúng ta biết trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn là một cái năm cũng là khá là chật vật khó khăn với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 do gặp cục diện là xung với Thái Tuế. Khi mà gặp cục diện xung với Thái Tuế thì cái cuộc sống nó cũng có nhiều biến động, công việc thì gặp nhiều trắc trở, khó có thể đạt được cái thành công. Vậy thì chúng ta cùng xem là những người tuổi Nhâm Tuất nữ mạng trong 6 tháng đầu năm sẽ gặp phải những vận hạn gì, tháng nào là tháng tốt, tháng nào là tháng xấu, để quý vị biết đường mà tránh, giúp cho quý vị có một cái năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng trong cái 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn. Như quý vị đã biết ấy, những người tuổi Mậu Tuất trong năm Giáp Thìn chúng ta có những người tuổi Mậu Tuất là những người sinh năm 1958 có thiên can là Mậu, địa chi là Tuất. Với nữ mạng thì người này có lá số là Dương nữ, có ngũ hành nạp âm là Bình địa Mộc. Cung mệnh là cung càn thuộc kim, được gọi là tiến sơn chi cẩu, có nghĩa là chó vào núi, có xương con chó, tướng tinh con vượn, con nhà thanh đế phú quý. Đầu tiên thì để xét về cái vận hạn của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 ấy, thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu rõ về cái vận trình tổng quát của năm để biết xem là cát hung thế nào, từ đó chúng ta sẽ đưa ra được những luận đoán chính xác nhất trong từng tháng, giúp quý vị nắm bắt được cái cơ hội, nắm bắt được cái vận thế và gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Thì quý vị đã biết những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có thiên can là Mậu, địa chi là Tuất, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái quan hệ địa chi. Chúng ta có Tuất thổ gặp Thìn thổ, đó. Thì trong năm thì sức khỏe nói chung là hai hành thổ thì sức khỏe nó cũng không được tốt, sức khỏe nó giảm, đúng không ạ? Các mối quan hệ thì nó cũng trở nên bình hòa. Bên cạnh đó chúng ta có Tuất gặp Thìn là cục diện là tương xung. Như vậy những người tuổi Tuất, những người tuổi Mậu Tuất bị xung với Thái Tuế. Vậy nên trong năm thì nó cũng sẽ có nhiều cái biến động, có nhiều cái áp lực, có nhiều cái trắc trở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Khi mà gặp cái hạn xung Thái Tuế thì nói chung ấy, những người tuổi Mậu Tuất sẽ có nhiều xáo trộn trong cuộc sống. Đó, có nhiều cái thay đổi, môi trường xung quanh thì có nhiều cái biến động. Không được quý nhân trợ giúp nên là làm gì cũng cần phải cẩn thận, cần phải cẩn thận nhé. Vậy nên để hóa giải cục diện xung Thái Tuế trong năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì với những gia chủ tuổi Mậu Tuất, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ. Người xưa còn nói là Thái Tuế đương đổ tọa, vô hỷ ắt hiếu họa. Cái tai ương nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Không những cái mưu sự nó bấp bênh nay đây mai đó mà cái sức khỏe nó cũng bị sa sút, ốm đau liên miên. Tư tưởng của những người tuổi Mậu Tuất ấy cũng có nhiều cái bế tắc đó. Vì vậy mà quý vị hãy sử dụng một cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Gia chủ tuổi Mậu Tuất hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng. Bên cạnh đó chúng ta xét về cái mối quan hệ thiên can. Thì chúng ta có thiên can Mậu, Mậu gặp Giáp thì nó là thất sát. Nó là thất sát. Gặp cái thất sát nó chiếu mệnh, nó dự báo có những cái rắc rối khó lường khiến cho bản mệnh phải phiền lòng, phải bận tâm. Nói chung là ngay trong lúc này, ngay trong năm 2024 ấy, thì quý vị cũng không nên phó mặc cho số phận hay là thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nói chung những người tuổi Mậu Tuất vẫn có đủ cái vốn sống, đủ cái kinh nghiệm cũng như là đủ cái sự khôn ngoan để gì chuyển bại thành thắng trong cái thời gian này. Gia chủ có thể là gì phá vỡ các lề lối, cái thói quen cũ và bước sang một cái giai đoạn mới. Lúc này thì có vẻ như là khó khăn, mệt mỏi, nhưng mà nếu quý vị vượt qua được thì sẽ có được những cái điều tốt lành ở cái tương lai đang chờ các gia chủ. Thêm nữa chúng ta có thiên can Giáp, đúng không ạ? Chúng ta có địa chi Thìn. Thìn thì nó ẩn tàng ba thiên can là Mậu,
Quý và Ất. Đấy, chúng ta có giáp gặp Mậu thì nó là tỷ kiên, giáp vào Quý nó là chính tài và giáp của Ất nó là chính quan. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét Mậu gặp Mậu thì nó là tỷ kiên. Như vậy cái tỷ kiên nó xuất hiện trong cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nữ mạng. Trong cái năm 2024 ấy, nó cũng dự báo là những người tuổi Mậu Tuất nữ mạng thì sẽ gặp tỷ kiên chiếu mệnh. Nên là đi làm phải hết sức cẩn thận với cấp dưới, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Không phải ai cũng thân thiện, hiền lành, cũng là người đáng để cho gia chủ tâm sự. Khi đi làm thì gia chủ cũng cần phải giữ cái chuyện lời ăn tiếng nói, kẻo lại ảnh hưởng đến cái công việc của gia chủ sau này. Bên cạnh đó thì chúng ta có Mậu gặp Quý thì nó là chính tài. Được cái chính tài nó nâng đỡ, nên là cái con đường sự nghiệp, con đường công việc của những người tuổi Mậu Tuất nữ mạng thì gặp cái vận may đầy mình. Gia chủ nói chung là đi làm với tinh thần là chăm chỉ, thật thà, không thích làm ăn gian dối, nên là rất được lòng cấp trên, rất được lòng mọi người. Một số người còn may mắn được thừa hưởng những cái tài sản cũng như là gì, kiếm được một khoản lớn trong thời gian này do đã tích lũy từ trước. Bên cạnh đó chúng ta có Mậu gặp Ất thì nó là chính quan. Lại được chính quan nâng đỡ nên là những người tuổi Mậu Tuất nữ mạng không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng hay là khó khăn cả. Trong thời gian này thì công việc của những người tuổi Mậu Tuất cũng được lợi nhờ có chính quan nó giúp đỡ. Gia chủ đi làm với cái tinh thần vui vẻ, phấn khởi và học hỏi được rất nhiều điều hữu ích. Bên cạnh đó, gia chủ cũng không ngại đón nhận khó khăn, vất vả. Những người mà chuẩn bị xin tăng lương tháng trước ấy, thì quý vị cứ mạnh dạn, sẽ được quý nhân đứng sau nâng đỡ. Mọi sự sẽ được may mắn và hanh thông trong cái năm 2024 này. Đó. Vậy nên là gì? Mặc dù là bị cái cục diện tương xung ấy, nhưng mà vẫn còn ẩn tàng những cái casting. Vì thế chỉ cần quý vị nắm bắt được cái vận thế thì sẽ có cơ hội chuyển vận giàu sang. Bên cạnh đó chúng ta cùng xét về cái tuổi Mậu Tuất, đúng không ạ? Tuổi Mậu Tuất, về cái vận hạn của những người tuổi Mậu Tuất. Thì chúng ta biết Mậu Tuất 1958 nữ mạng ấy, thì gặp cái năm nay là năm 67 tuổi gặp sao hạn là cái sao Thái Âm. Cái sao Thái Âm nó xấu nhất vào cái tháng 9 và cái tháng 11, đúng không ạ? Cái hạn thứ hai là cái hạn Huỳnh Tuyền. Đó. Thưa quý vị, cái Thái Âm này này, nó là một cái sao tốt, nó là một cái casting, nó mang lại cái sự hòa hợp trong các mối quan hệ, mang lại cái sự may mắn về tiền bạc, nhất là có duyên với đất cát, bất động sản. Nói chung những người tuổi Mậu Tuất nữ mạng thì có thể cân nhắc các hạng mục đầu tư và kinh doanh trong thời gian này. Cái cơ hội phát tài phát lộc, cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu vẫn đang chờ quý vị ở phía trước. Thêm nữa quý vị đã gặp cái hạn 5 là cái hạn Huỳnh Tuyền. Gặp cái hạn Huỳnh Tuyền thì quý vị dễ mắc bạo bệnh, mất tiền, mất của vì cái sức khỏe. Ra ngoài thì gia chủ cũng nên là, nói chung ấy, cũng dễ bị đau đầu chóng mặt, khí huyết thì lưu thông kém. Và trong năm thì quý vị nên hạn chế đi đường sống nước, kiểu lại gặp cái họa. Vậy nên trong năm 2024 để hóa giải hai cái sao hạn này đi, để tăng cường cái cát khí do sao Thái Âm nó mang lại và để hóa giải cái hạn Huỳnh Tuyền, thì những người tuổi Mậu Tuất nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó là làm bằng bạc đó. Và phía trên có khắc hình chữ vạn của nhà Phật, mặt sau có hình chữ phúc, đúng không ạ? Chữ vạn là tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tường đó. Chữ phúc thì tượng trưng cho phúc đức sâu dày mà phù hộ, giúp cho quý vị có một cái cuộc sống ấm no, hạnh phúc và viên mãn hơn. Bên cạnh đó, ở cái phía dưới của cái Vạn Phúc Chi Nhân ấy, có một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy, là một cái loại đá quý được làm để trang sức phong thủy cao cấp. Đây là một cái loại đá mà mang cái nguồn năng lượng dương cao. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp tăng cường cái năng lượng dương và giúp hóa giải những âm khí, hóa giải những xung sát, tăng cường cái sức khỏe và cái may mắn. Thì đây là cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, như là cái sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch, sao La Hầu, sao Cái Đô ấy, và làm tăng cường cái cát khí của sao Thái Dương cũng như là sao Thái Âm. Bên cạnh đó nó cũng sẽ hóa giải cái hạn năm là hạn Huỳnh Tuyền, hạn Địa Võng, hạn Thiên La, hạn Diêm Vương, vân vân. Đấy. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp hóa giải được cái vận hạn, giúp cho một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Cái Vạn Phúc Chi Nhân này cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nữ mạng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong cái vận hạn của năm. Vậy là gì? Trong năm ấy thì quý vị sẽ gặp rất nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh, nhưng bên cạnh đó vẫn có cái sao Thái Âm là cái sao tốt, nên vận trình nó sẽ gỡ gạc được phần nào. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét về vận trình chi tiết về 6 tháng đầu năm, xem là những người tuổi Mậu Tuất 1958 nữ mạng sẽ gặp cái vận hạn gì, và có những cái may mắn nào, có những cái cơ hội nào giúp gia chủ có thể là phát triển, phát huy cái năng lực của mình. Tiếp theo chúng ta xét tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn chúng ta có Thìn gặp Tuất thì là cục diện tương xung. Đó. Tương xung thì quý vị biết đấy, nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gặp nhiều trắc trở. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Mậu Tuất nữ mạng có nhiều cái xáo trộn trong cái cuộc sống. Nói chung và có nhiều cái thay đổi trong cái môi trường xung quanh. Đó. Bên cạnh đó trong năm nay thì vận trong cái tháng 3 này thì vận quý nhân nó cũng kém nhá. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Thêm nữa chúng ta có Mậu, gặp Mậu thì nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên nó xuất hiện nó cũng báo hiệu là đây là một cái thời điểm mà quý vị phải hết sức cẩn thận với cấp trên, với cấp dưới, với đồng nghiệp. Đó. Không phải ai cũng có thể là mình có thể là tâm sự được, và sẽ có những người coi đó là chuyện đùa và mang ra bêu dếu các bạn, và mang ra bêu dếu các bác. Thêm nữa trong cái địa chi thìn nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Mậu gặp Mậu thì nó là tỷ kiên, Mậu gặp Quý nó là chính tài, và Mậu gặp Ất thì nó là thương quan. Đó. Đầu tiên gặp cái tỷ kiên thì cái tỷ kiên lâm vận ấy, nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mậu Tuất nữ mạng thì nói chung ấy, quý vị trở nên ôn hòa hơn, trở nên ôn nhu hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếp theo là gì? Chúng ta có Mậu gặp Quý thì là chính tài. Cái chính tài nó báo hiệu là công việc cũng khá là hanh thông, thuận lợi nếu mà quý vị nắm bắt được cái cơ hội ấy. Thêm nữa là gì, chúng ta có Mậu gặp Ất thì nó là chính quan, lại được cái chính quan nó nâng đỡ, nó che chở, nên là trong cái tháng 3 ấy cũng là một cái tháng mà quý vị nói chung ấy cũng gặp được khá nhiều may mắn đấy. Bên cạnh đó lại có cát tinh thanh long. Thanh long nó là một cái sao tốt, nó chủ về cái sự may mắn, chủ về sự quyền uy, chủ về cái, nói chung là nó chủ về cái giàu sang phú quý ấy. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị vẫn còn lưu niên thái tuế nữa, ăn ngữ nhá, đó là quý vị cũng cần phải đề phòng. Như vậy trong tháng này thì nói chung đây là một cái tháng cũng xấu nhá, xấu với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nữ mạng. Tiếp đến chúng ta xem tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ, chúng ta có Tuất Thổ đấy, gặp Tỵ Hỏa, Hỏa Thổ tương sinh. Như vậy là trong thời gian này sức khỏe nó cũng tốt hơn. Các mối quan hệ thì nó cũng gì, mối quan hệ thì nó cũng đang đi lên đó. Thêm nữa chúng ta có Mậu gặp Kỷ thì nó là kiếp tài. Đấy, lại bị kiếp tài nó lâm vận, đâm ra là gì, cái khó khăn nó cứ chồng chất khó khăn, khó khăn nó cứ đầy mình. Vậy nên khiến cho những người tuổi Mậu Tuất đôi khi ấy, cũng phải phiền lòng, phải bận tâm. Bên cạnh đó chúng ta có địa chi tị này, ẩn tàng ba thiên can, Bính, Mậu và Canh. Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Kỷ gặp Bính thì nó là thiên ấn. Đúng không? Kỷ gặp Bính nó là thiên ấn. Kỷ gặp Mậu thì nó là gì, tỷ kiên. Kỷ gặp Canh thì nó là gì, nó là thực thần. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem là gì, trong cái cát tinh này thì sao nào là sao tốt nhất. Thì đầu tiên quý vị biết cái thiên ấn nó mang lại cái quyền lực, mang lại cái quyền thế, mang được lại cái địa vị, đúng không ạ? Còn cái tỷ kiên thì nó sẽ giúp cho gia chủ trở nên cẩn thận hơn, chỉn chu hơn, tỉ mỉ hơn với công việc, và cái kết quả công việc nó sẽ không phải có gì là đáng phải lo lắng cả. Tiếp theo là cái vận thứ ba là cái vận thực thần. Cái thực thần nó xuất hiện trong này nó cũng báo hiệu là trong một tháng này thì quý vị cũng sẽ được lộc ăn uống, được lộc đi chơi bời, và sẽ có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tiền bạc. Bên cạnh đó trong tháng này thì quý vị vướng phải cái lưu niên thiên không và cái đại hao. Vậy nên là đây cũng là hai cái hung tinh, hai cái sao nó mang những cái điểm xấu, không may mắn. Đấy, nhưng mà gì, tổng quan lại thì nói chung là cái tháng Tỵ này cũng là một cái tháng trung bình nhá, nó cũng không xấu lắm đâu, nó vẫn chấp nhận được. Tiếp đến chúng ta xét tháng 5 là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ chúng ta có Tuất gặp Ngọ là cục diện tam hợp, đúng không ạ? Mậu gặp Canh thì nó là thiên ấn. Bên cạnh đó thì được cái cục diện tam hợp giúp đỡ nên những người tuổi Mậu Tuất trong tháng 5 này cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn ấy.
luôn có quý nhân ở bên cạnh nên là quý vị hoàn toàn yên tâm. Bên cạnh đó thì chúng ta có Mậu gặp Bính thì nó là gì? Nó chính ấn. Mậu gặp Kỷ nó thiên tài. Như vậy là gì? Mậu gặp Đinh là chính ấn. Thì được cái chính ấn nó xoay đường chỉ lối nâng đỡ, nên là cái vận trình của những người tuổi Mậu Tuất ấy cũng có vẻ là thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Quý vị sẽ được, nói chung là tài tinh cao chiếu. Vậy nên đây cũng là một cái năm mà thu hoạch cũng khá là bội thu. Tiếp theo là chúng ta có Mậu gặp Kỷ thì nó là kiếp tài. Cái kết đà lâm vận nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái vận hạn không may mắn, công việc thì gặp bế tắc, gặp nhiều cái xáo trộn, gặp nhiều xung đột. Thêm nữa chúng ta có Mậu gặp Kỷ thì nó là kiếp tài. Lại là kiếp tài nó lâm vận, đâm ra là trong thời gian này thì những người tuổi Mậu Tuất cũng có nhiều cái khó khăn, nhiều trắc trở trong công việc. Nhưng mà bù lại thì khi vượt qua được thì quý vị sẽ có một cái thành quả ngọt ngào xứng đáng với bao cái công sức và cái thời gian của mình đã bỏ ra từ trước đến nay. Tiếp theo, chúng ta xét đến cái lưu niên đúng không? Thì trong tháng 5 có lưu niên quan đới nhỉ mệnh. Cái lưu niên quan đới thì nó cho thấy rằng trong thời gian này thì những người tuổi Giáp Ngọ khá là cởi mở, khá là cởi mở, và sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia, dù việc lớn hay việc nhỏ. Nói chung ấy, quý vị đều không nề hà và ai nhờ cũng làm, và từ đó cũng sẽ kiếm được những cái may mắn nhất định. Thêm đó lại gặp cái ông kiếp tài nó lâm vận. Đấy, kiếp tài thì nó chủ về cái chuyện là làm ăn vất vả trên con đường công danh sự nghiệp. Đấy, công việc lúc nào cũng bận rộn, lại hay có tiểu nhân đeo bám. Những người tuổi Mậu Tuất là những người nhiệt tình, thẳng thắn ấy, nên đôi khi cũng rất dễ bị lợi dụng. Và trong tháng này có lưu niên tăng môn thì quý vị cần phải chú ý đến sức khỏe của mình cũng như là mọi người trong gia đình. Bên cạnh đó lại có cái sao tướng quân. Cái tướng quân đó là một cái sao tốt, là hộ thần của thái tuế. Vậy nên là đây, cái sao này cũng mang lại cái sự quyền uy, cái sự quyền lực cho gia chủ từ Mậu Tuất. Như vậy cái tháng 5 này cũng được đánh giá là một cái tháng khá là tốt nhé. Tốt với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tiếp theo chúng ta xem tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi chúng ta có Tuất gặp Mùi là cục diện là tương hình đúng không? Tương hình tương phá. Khi mà gặp cái cục diện tương hình tương phá này thì gia chủ dễ gặp những cái thất bại, những cái tổn thất trong chuyện làm ăn kinh doanh. Vận may thì sa sút. Đó, nói chung ấy là tiền kiếm được cũng sẽ ít hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có Tân. Đó, Mậu gặp Tân thì nó là thương quan. Cái thương quan nó cũng gây ra nhiều cái rắc rối, nhiều cái trắc trở trên con đường công danh sự nghiệp. Tiếp theo là gì? Chúng ta biết cái địa chi. Cái địa chi Mùi nó ẩn tàng ba thiên can, Kỷ, Ất và Đinh. Kỷ, Ất và Đinh. Chúng ta có Mậu gặp Kỷ thì nó là kiếp tài, Mậu gặp Ất nó là chính quan, và Mậu gặp Đinh thì nó là chính ấn. Như vậy là gì? Trong cái năm 2024 ấy, có Mậu gặp Kỷ là kiếp tài thì bị kiếp tài nó lâm vận. Đấy, đâm ra là gì? Trong cái năm 2024 ấy, trong tháng 6 âm lịch ấy, thì sẽ có nhiều cái biến động, có nhiều cái trắc trở trong cuộc sống. Nói chung ấy, về cái kiếp tài này thì nó sẽ gây khó khăn vất vả này. Còn cái chính quan này nó gây ra cho, khiến cho con đường quan lộ được hanh thông thuận lợi hơn. Cái chính ấn thì nó nói được cái sự quyền uy, cái sự uy lực của mình đó. Vậy nên quý vị có thể là gì, tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm may mắn cho mình nhé. Bên cạnh đó thì trong tháng này có lưu niên thổ âm và lưu niên tấu thư, thì đây là hai cái sao cát lành may mắn, nó cũng sẽ chủ về cái sự may mắn giàu sang. Bên cạnh đó thì trong thời gian này chúng ta có lưu niên thiếu âm và lưu niên tấu thư, đây là hai cái sao tốt để chiếu mệnh đúng không? Vì thế để trong năm 2024 được gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì nói chung quý vị hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, để hóa giải cái thương quan và cái kiếp tài đấy, thì những người tuổi Mậu Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh của thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhé, 0989 34 9119, để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Chúng ta có cục diện Thìn gặp Tuất là cục diện tương xung. Nói chung ấy, cục diện tương xung nó sẽ khiến cho những người tuổi Mậu Tuất ấy sẽ có nhiều cái cảm giác bị xáo trộn trong cuộc sống. Thay vì là quý vị bỏ cuộc thì quý vị hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Bình thường người ta làm một thì ăn 10 đúng không? Nhưng quý vị làm một có khả năng gì?
là 10 có thể ăn được 3, 4, 5 là đã là may lắm rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta có mậu, gặp mậu đó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên ấy nó cũng sẽ báo hiệu là những gia chủ tuổi mậu tuất ấy cũng cần phải cẩn thận với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp của mình. Nói chung làm gì thì quý vị cũng cần phải là gì, suy nghĩ chín chắn hơn để không mắc vào cái sai lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó chúng ta có địa chi thìn ẩn tàng ba thiên can, mậu, quý và ất. Chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên, mậu gặp quý nó là chính tài, và mậu gặp ất thì nó là chính quan. Như vậy là gì, được chúng ta có mậu gặp mậu là tỷ kiên thì được cái tỷ kiên nó chiếu mệnh, vậy nên là gì, nó sẽ gây ra cái phiền não, gây ra cái buồn phiền. Nhiều người thì gặp rắc rối liên quan chuyện tiền bạc, vậy nên các bạn cần phải cân đo đong đếm kỹ càng với các khoản tiền mặt đang có để đảm bảo cái nguồn thu chi. Đặc biệt là với những người làm công việc, làm công ăn lương thì sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi hơn. Thêm đó chúng ta có mậu gặp quý nó là chính tài. Cái chính tài nó xuất hiện nó cũng báo hiệu đây là một cái tháng mà cũng có được cái cơ hội may mắn về tiền bạc. Chỉ cần quý vị tập trung là sẽ có được. Đó. Thêm nữa chúng ta có mậu gặp ất nó là gì? Nó là chính quan. Cái chính quan này nó cũng sẽ khiến cho cái vận trình của những người tuổi mậu tuất ấy gặp nhiều cái biến động, gặp nhiều cái trắc trở đấy. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Thêm nữa trong cái tháng 3 tháng mậu thìn này thì có lưu niên thái tuế và cái phục binh. Thì đây là hai cái hung tinh. Đấy. Cái phục binh nó chủ về cái sự mờ ám, chủ về cái sự nói chung là cái sự hãm hại sau lưng đấy, chủ về cái sự đâm đen sau lưng đấy. Vì thế mà những người tuổi mậu tuất cần phải hết sức đề phòng nhé. Như vậy tháng này cũng là một cái tháng mà không tốt nhé, nó cũng được đánh giá là một cái tháng là gọi là gì, xấu đi. Tiếp đến chúng ta xét đến tháng 4 là tháng kỷ tỵ, đúng không ạ? Tháng kỷ tỵ chúng ta có tỵ hỏa gặp tuất thổ, hỏa thổ tương sinh. Vậy nên trong tháng này thì sức khỏe cũng khá là tốt, đúng không ạ? Và các mối quan hệ thì nó cũng đang đi lên. Đó. Bên cạnh đó chúng ta có mậu gặp kỷ thì nó là kiếp tài. Nói chung ấy, được cái kiếp tài, bị cái kiếp tài nó lâm vận. Nên là ấy, những người tuổi mậu tuất, nam mạng thì rất vất vả trong cái con đường sự nghiệp vì có kiếp tài lâm vận. Công việc lúc nào cũng chật vật bận rộn, lại hay có kẻ tiểu nhân quấy phá. Đó. Những người tuổi mậu tuất là những người nhiệt tình thẳng tính nhưng lại rất dễ bị lợi dụng, vì thế mà quý vị cũng cần phải cẩn trọng hơn đến cái công việc, đến cái sự nhờ vả từ những người khác. Bên cạnh đó trong cái tháng này thì chúng ta biết ấy, là cái tháng kỷ tỵ này thì chúng ta có tỵ ẩn tàng ba thiên can, bính, mậu và canh. Đầu tiên chúng ta cùng xét mậu gặp bính thì nó là gì, nó là cái thiên ấn. Cái thiên ấn nó soi đường chỉ lối, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Đinh Dậu đạt được những cái mục tiêu nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người làm công ăn lương, những người làm buôn bán kinh doanh, những người làm nghề tự do thì đều có thể có được cái may mắn để mình. Vậy nên cái cơ hội tốt như vậy thì quý vị cũng không nên bỏ qua nhé. Bên cạnh đó chúng ta có mậu gặp mậu thì nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng báo hiệu đây là một cái thời gian mà quý vị cần phải là suy nghĩ, cần phải là tính toán thật cẩn thận đó, kéo mà gì lại bị cái họa kiện tụng. Bên cạnh đó có mậu gặp canh thì nó là thực thần. Cái thực thần nó đứng bóng, nó sẽ giúp cho những người tuổi mậu tuất ấy có được nhiều cái may mắn, có được nhiều cái thành công hơn. Bên cạnh đó thì nhờ vào cái thực thần này thì quý vị cũng có lộc ăn uống, có lộc đi chơi và có tiền mang về đó. Nhưng mà những người tuổi Đinh Dậu cũng cần lưu ý nhé, cho cái thực thần này nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho những người mà đang còn kinh doanh hay là buôn bán ấy, thì cũng sẽ gặp được nhiều cái thuận lợi hơn. Và trong cái tháng này có lưu niên thiên không, có lưu niên đại hao, cũng như là gì, cái lưu niên thiếu dương đó. Cái đại hao và cái thiên không nó sẽ khiến cho quý vị dễ mất mát về tiền bạc. May mắn là có ông thiếu dương đây cũng hóa giải được cái phần nào. Vậy nên cái tháng này thì đánh giá là một cái tháng không tốt, nó là một cái tháng xấu. Tháng xấu nhé, tháng xấu với những người tuổi mậu tuất. Tiếp theo chúng ta xét tháng 5 là tháng canh ngọ. Tháng canh ngọ chúng ta có ngọ gặp tuất thì nó là cục diện là tam hợp. Thì được cái cục diện tam hợp quý nhân nó nâng đỡ, nó che chở. Nên là ấy, những người tuổi mậu tuất đón cái vận trình rực sáng và thăng hoa trong cái năm 2024. Gia chủ có thể có những cái bước tiến rõ rệt trong cái công việc, trên cái con đường công danh sự nghiệp. Và những người tuổi Đinh Dậu ấy thì nói chung ấy cũng biết mục tiêu của mình là gì,
và không ngừng nỗ lực để thực hiện những cái điều đó. Đó. Vậy nên là gì? Trong thời gian này thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ rất có lợi cho việc mở rộng cái mối quan hệ. À, quý vị nhân cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, tìm kiếm cho mình thêm nhiều cái khách hàng mới, nhiều cái đối tác làm ăn mới. À, thêm nữa chúng ta có Mậu gặp Canh thì nó là thực thần. Lại được cái thực thần nó đứng bóng, nó cũng cho thấy là trong thời gian này thì nói chung ấy là những người tuổi Mậu Tuất thì dễ có lộc ăn uống, dễ có lộc làm ăn, dễ có lộc kinh doanh. À, quý vị làm gì cũng sẽ có được cái thành công và may mắn hơn nhiều so với những người khác. À, bên cạnh đó thì trong tháng này chúng ta có cái địa chi Ngọ, chúng ta có cái tháng 5 này có lưu niên tăng môn và cái bệnh phù. Cái tăng môn nó chủ về cái sự đau buồn, chủ về cái sự buồn rầu, chủ về cái sự mất mát, chủ về cái sự tang thương. Đó. À, cái bệnh phù nó báo hiệu là trong tháng này thì sức khỏe của quý vị không được tốt. Vì vậy những người tuổi Mậu Tuất ấy cũng cần phải hết sức chú ý. À, quý vị nên giữ gìn thể dục thể thao, luyện tập thể dục thể thao một cách hợp lý, giữ gìn cái cơ thể mình cho ấm, kẻo thì bị lạnh sinh ra những cái bệnh không hay đó. À, và đặc biệt là trong tháng này lại có lưu niên thai nó nhập mệnh đó. Cái lưu niên thai nó nhập mệnh thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mậu Tuất ấy thường xử lý vấn đề bằng cái cảm xúc, thiếu đi cái lý trí và thiếu đi cái sự khôn ngoan cần thiết. Vậy nên là gì, trong tháng này cũng rất dễ mắc phải sai lầm. Nhưng mà cái tháng này thì nó là một cái tháng tốt nhá, do được thực thần và tam hợp nó nâng đỡ. Bên cạnh đó thì trong tháng đây là một tháng tốt này, và quý vị chỉ cần phải chú ý cái điều duy nhất là lưu ý đến cái sức khỏe của mình mà thôi. Còn cái vấn đề tài lộc thì cũng không phải nghĩ nhiều. Thứ nhất là các bác thì cái thời điểm này cũng không phải cái thời gian kiếm tiền nữa. Các bác đi làm chỉ cho khuây khỏa đầu óc, khuây khỏa chân tay và gì giao tiếp được với môi trường xung quanh để tăng thêm cái vượng khí cho mình mà thôi. Tiếp theo chúng ta xem tháng 6 là tháng Tân Mùi, đúng không ạ? Chúng ta có Mùi gặp Tuất là cục diện là tương hình. Như vậy là gì? Cái cục diện tương hình này nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mậu Tuất bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi, dễ bị tay bay vạ gió, dễ bị tiểu nhân quấy phá và gặp những cái tai nạn, những cái hình thương một cách bất ngờ. À, thêm nữa chúng ta có Mậu gặp Tân thì nó là thương quan. Đấy, có cái thương quan lâm vận nên là trong thời gian này quý vị cũng cần phải cẩn thận cho công việc của mình ấy. Cẩn thận với cấp trên, cẩn thận với cấp dưới, kẻo bị ăn chặn hoặc là bị kẻ tiểu nhân chơi xấu mà khiến cho công việc nó bị mất, đúng không ạ? Mất công, mất việc, mất quan, mất chức là chuyện bình thường. À, bên cạnh đó cái địa chi Mùi nó sẽ ẩn tàng ba thiên can Kỷ, Ất và Đinh. À, chúng ta có Mậu gặp Kỷ thì nó là kiếp tài, đúng không? Mậu gặp Ất thì nó chính quan và Mậu gặp Đinh thì nó chính ấn. Đó. Thì đầu tiên chúng ta có Mậu gặp Kỷ nó là kiếp tài, cái kiếp tài lâm vận ấy thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 ấy dễ gặp khó khăn, gặp trắc trở, gặp vất vả trên con đường công danh sự nghiệp cũng là cái tài lộc của mình. À, bên cạnh đó chúng ta có Mậu gặp Ất thì nó chính quan, cái chính quan nó cũng sẽ giúp cho con đường quan vận được hanh thông hơn. À, quý vị dễ được có cơ hội được thăng quan tiến chức, được tăng lương tăng thưởng. Đó. Mậu gặp Đinh thì nó chính ấn, cái chính ấn nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng báo hiệu là đây là một cái thời điểm mà có nhiều cái cơ hội tốt. Chỉ cần quý vị tuổi Mậu Tuất mà biết nắm bắt lấy thì có thể là có được cái may mắn, có được cái tài lộc cho mình. Đó. À, thêm nữa là trong tháng lại có lưu niên thiếu âm và cái hỷ thần nó chiếu mệnh. Hỷ thần nó chủ về sự vui vẻ, chủ về cái niềm vui, chủ về cái sự nói chung là gì, cái sự vui vẻ đấy. Còn thiếu âm nó chủ về cái có quý nhân tương trợ giúp đỡ đằng sau, âm thầm hỗ trợ. Vậy nên là gì, quý vị cũng trở nên khôn ngoan hơn đó. Nhưng mà tổng quan lại cái cục diện là vừa hình vừa phá, lại gặp cái thương quan lâm vận xấu, và cũng có nhiều cái hung tinh như kiếp tài nó chiếu mệnh. Vậy nên đây cũng là một cái tháng không tốt nhá, xấu với những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vì thế mà những người tuổi Mậu Tuất ấy cũng cần phải hết sức cẩn trọng trong tháng này nha. Cần thứ nhất là giữ gìn cái lời ăn tiếng nói, tránh để cái chuyện thị phi tai ách nó có thể ập đến mình. Thứ hai là quý vị hãy gì làm việc chăm chỉ một chút để có được cái may mắn nó đi theo. À, bên cạnh đó lại được cái cục diện dưỡng, cái lưu niên dưỡng nó nhập mệnh nữa. Nên là nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Mậu Tuất trong thời gian này cũng chịu thương chịu khó và luôn sẵn sàng đối mặt với những cái trở ngại có thể xuất hiện. Đó. Vậy nên đây là một cái tháng, mặc dù tháng xấu nhá, nhưng vẫn còn cái cơ hội cho quý vị. Đó.
À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa xét xong về cái lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Nam Mạng, trong 6 tháng đầu năm 2024. Thì những người tuổi Mậu Tuất có 2 tháng xấu nhất, đó là tháng 3 là tháng Mậu Thìn và tháng 6 là tháng Tân Mùi. Đây là 2 tháng xấu nhất. Đó. Thì ngoài ra cái tháng xấu nữa thì vẫn còn, đó là tháng 4 cũng là một tháng không tốt. Ở bên cạnh đó, có 3 tháng may mắn, 4 tháng may mắn, 3 tháng may mắn với những người tuổi Mậu Tuất. Đó là cái tháng riêng là tháng Bính Dần, tháng 2 là tháng Đinh Mão và cái tháng 5 là tháng Canh Ngọ. Đó là những cái tháng mà may mắn. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của lá số tử vi của những người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Nam Mạng. Hy vọng những cái thông tin hữu ích mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận trình của mình trong 6 tháng đầu năm. Từ đó sẽ giúp quý vị đưa ra được những cái hành động, những cái quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống. Thứ nhất là để tránh đi những cái vận hạn, tránh đi những cái xui xẻo đến với mình. Đồng thời từ đó cũng sẽ giúp tăng cường cái tài lộc, tăng cường cái may mắn, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.